Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải 2.com. Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần A Closer Look 2, Unit 6, Folk Tales, trang số 61, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần grammar và ngữ pháp past continuous, có nghĩa là thì quá khứ tiếp diễn. Câu số 1 là read part of the conversation from getting started, pay attention to underlined part. Đó là hãy đọc một phần của đoạn hội thoại từ getting started và hãy chú ý đến cái phần gạch dưới. Dương, I phoned you around 9 p.m. last night, but no reply. Đó là tôi đã gọi cho bạn khoảng 9 giờ. Tôi đã gọi cho điện cho bạn vào khoảng 9 giờ tối qua, nhưng mà bạn không bắt máy. Nick, oh, I was doing some internet research on Vietnamese legend for my project. Đó là, oh, tôi đang tìm kiếm một số cái tìm kiếm trên internet về truyền thuyết của Việt Nam cho cái dự án của tôi. Đó. Và chúng ta chú ý cái phần gạch dưới ha. Was doing. Đây, quá khứ tiếp diễn. Vậy quá khứ tiếp diễn thì mình chỉ cần đổi cái động từ. Thay vì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta sẽ dùng là am, is, are cộng với động từ tiếng Anh. Thì quá khứ tiếp diễn chúng ta sẽ đổi am, is, are thành was hoặc là were. Đó, hai trường hợp was hoặc là were rồi cộng với động từ tiếng Anh thôi. Easy ha. Rồi, tiếp theo. Mình xem cái form of the past continuous, cái hình thức của quá khứ tiếp diễn này. Nếu mà positive á, thì chúng ta có I, he, she, it cộng was cộng với verb in. Đó, I, he, she, it cộng was cộng verb in. Còn we, you, they thì chúng ta sẽ cộng were cộng với verb in. Còn negative thì sao? I, he, she, it cộng was not thì chúng ta thêm chữ not cho thôi. Was not hoặc là wasn't và cộng verb in. Hoặc là we, you, they cộng were not hoặc là weren't cộng với verb in. Đối với trường hợp question thì sao? Was đứng đầu câu cộng với I, he, she, it cộng với verb in. Were cộng we, you, they cộng verb in. Short answer to yes, no question. Đó là cái câu trả lời ngắn cho câu hỏi yes, no. Nếu yes thì là yes gì? Yes, I, he, she, it was. Chúng ta sẽ chọn tùy chủ ngữ ha. Ví dụ như là yes, it was. Yes, he was. Yes, she was. Yes, I was. Hoặc là yes, we were. Yes, you were. Yes, they were. Đó. Còn đối với phủ định là no, it wasn't. No, I wasn't. No, he wasn't. No, she wasn't. Hoặc là no, they weren't, no we weren't, no we, you weren't. Đó. Câu B. When do we use the past continuous? Can you think of the rule? Đó là khi nào chúng ta sử dụng cái quá khứ tiếp diễn và các em có nghĩ ra được cái quy luật không? Ở đây người ta nói là we use the past continuous to describe an action that was in progress at a started time in the past. Vậy ở đây chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để mà mô tả một cái hành động mà đang xảy ra trong một cái thời điểm bắt đầu trong quá khứ. Ví dụ, at 3:30, the tortoise were running ahead of the hare. Vậy là vào khoảng 3:30 thì con rùa này nè, nó lúc 3:30 con rùa này đang chạy trước con thỏ. Đó. Đây là chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để mà miêu tả một cái hành động mà đang xảy ra trong một thời điểm bắt đầu trong quá khứ nha. Đó. Tiếp theo là we use the past continuous to describe an action that was in progress when another shorter action happened. The shorter action is expressed by the simple past. Có nghĩa là gì? Chúng ta thì sử dụng quá khứ tiếp diễn để mà mô tả một hành động mà đang diễn ra, mà đang tiếp diễn khi một hành động ngắn hơn xảy ra. Và hành động ngắn hơn này được thể hiện bởi quá khứ tiếp diễn. Ví dụ, she was crying when a fairy appeared. Đó là cô ấy đang khóc khi mà bà tiên xuất hiện. A fairy appeared while she was crying. Hoặc là một bà tiên xuất hiện trong khi mà cô ấy đang khóc.
Rồi để giúp các em hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vào bài tập phần này. Câu số 2 đó là complete the following sentences by putting the verb in brackets in the correct form. Hoàn thành những câu sau bằng việc đặt những động từ trong ngoặc đơn với hình thức đúng. Number 1, when the prince saw Cinderella at the party, she wore a beautiful crown. Vậy ở đây thì chúng ta thấy là ở đây mình sẽ có cái dùng cái thì quá khứ tiếp diễn mới vừa học. Và chúng ta chỉ cần áp dụng công thức ha. When the prince saw Cinderella, khi hoàng tử thấy Cinderella tại party thì cô ấy đang mặc một bộ lễ phục đẹp. Thì cái trường hợp when này nè là nó dấu hiệu dùng thiền tại tiếp diễn ở cái điều lưu ý số 2 ha. Đó là khi chúng ta sử dụng past continuous á, để miêu tả một cái hành động mà đang tiếp diễn khi một hành động ngắn hơn xảy ra. Và hành động ngắn hơn này được thể hiện bởi quá khứ tiếp diễn. Vậy cái hành động phía sau là cái hành động ngắn hơn này thể hiện cái quá khứ tiếp diễn ha. Vậy chúng ta chỉ cần follow theo công thức thôi. Rồi đầu tiên chúng ta xác định chủ ngữ là she ha. Chủ ngữ ở đây là she thì chúng ta sẽ dùng words mấy chữ đây. Đây, nhìn lại ha. Chủ ngữ là she thì chúng ta sẽ dùng là were 3 chữ và chúng ta cộng với động từ thêm in thôi. Vậy đây chúng ta sẽ dùng was và where thì chúng ta sẽ thêm in thôi. Wearing. Was wearing. Vậy đây cô sẽ dịch nghĩa là khi mà hoàng tử thấy cô bé lọ lem ở bữa tiệc thì cô ấy đang mặc một bộ lễ phục đẹp. Tiếp theo là what you do this time yesterday. Trong trường hợp câu số 2 đây là câu nghi vấn. Vậy câu nghi vấn thì chúng ta dùng cái thì hiện tại thì quá khứ tiếp diễn như thế nào? Nhìn lại. Question nè. Đầu tiên mình sẽ đặt là was hoặc là were. Rồi cộng với chủ ngữ. Sau đó cộng với động từ thêm in. Ha. Was hoặc là were cộng với chủ ngữ cộng với động từ thêm in. Thì ở đây mình có cái từ you. Vậy you ở đây thì chúng ta sẽ dùng was hay là were? Này nhìn lại ha. You ở đây thì chúng ta sẽ dùng là were. Vậy câu của chúng ta là what, were. Rồi tới chủ ngữ là gì? You. Rồi động từ thêm in vào. What were you doing this time yesterday? Bạn đang làm gì giờ này hôm qua? Number 3 là when Jack go to the market he met a magician. Rồi ở đây chúng ta cũng xác định luôn là Jack. Jack là tên người. Tên người thì chúng ta sẽ dùng was ha. Was going. Chữ go thì chúng ta chỉ cần thêm in thôi. Was going. Khi Jack đi đến chợ thì anh ấy đã gặp một cái ảo thuật gia ha. Magician. Anh ấy gặp ảo thuật gia. Number 4 là while he... The hare was clipping, the tortoise ran to the finish as fast as he could. Rồi, trong câu số 4 thì chúng ta lưu ý nè, nó khác với những câu khác. While là trong khi ha, trong khi con thỏ nó đang ngủ, thì con tortoise là con rùa, nó chạy đến cái vạch đích. Khi con thỏ đang ngủ thì con rùa chạy đến vạch đích càng nhanh càng tốt. Rồi, chúng ta nhìn lại cái phần này. Ở đây người ta có từ while. Thì cái vế đằng sau á, cái vế của phần while thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ tiếp diễn. Còn phần còn lại thì chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn. Tương tự trong cái trường hợp này thì cái vế while của chúng ta đã dùng quá khứ tiếp diễn rồi. Cho nên vế đằng sau không dùng quá khứ tiếp diễn mà chúng ta phải dùng quá khứ đơn nhé. Vậy trong câu này có nghĩa là gì? Vậy là trong trường hợp while hoặc là when đã có quá khứ tiếp diễn rồi thì với còn lại thì chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn. Vậy đây từ run, quá khứ của nó là từ run. Trong khi con thỏ đang ngủ thì con rùa chạy đến đích càng nhanh càng tốt. Number 5 là when the princess returned the bride not wait for her.
Tương tự câu while thì ở đây chúng ta có cái từ when này, when the visit return. Thì đây người ta đã dùng là quá khứ đơn rồi. Thì mặc định vế đằng sau thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ tiếp diễn. Vậy ở đây chúng ta sẽ dùng quá khứ tiếp diễn như thế nào? The princess là the princess thì mình sẽ dùng was. Not thì ghi lại. Mình có thể ghi were not hoặc là wasn't đều được ha. Ở đây cô ghi chữ not đi. Was not. Và từ wait này thì chúng ta sẽ thêm in vào thôi. Waiting. Was not waiting. Đó. Vậy câu 5 là khi mà công chúa trở lại thì hoàng tử không đợi cô ấy. Bài tập số 3 là use the past continuous and the subjective verb to write sentences to describe what was happening in each picture. Câu số 3 là sử dụng cái thì quá khứ tiếp diễn và những từ được đề nghị để viết cái câu miêu tả những cái gì xảy ra trong mỗi bức hình. Câu số 1. Servant spin in the woods. Vậy ở đây chúng ta sẽ dùng cái thì quá khứ tiếp diễn để mà viết mô tả của một bức hình. Vậy trong câu số 1 chúng ta có thể hỏi được là câu gì? Chúng ta sắp xếp lại như thế nào? Ở đây mình sẽ sắp xếp có thể là the servant was spinning in the woods. Người hầu thì đang quay tơ trong rừng. Và chúng ta sẽ nói như sau. Task 3A. Vậy hình đầu tiên chúng ta có thể nói là người hầu thì đang quay tơ ở trong rừng. Vậy mình sẽ nói là the servant was spinning. The servant là số ít cho nên chúng ta sẽ dùng là was. Rồi cái từ spin là động từ thì chúng ta chỉ cần thêm in thôi, spinning in the woods. The servant was spinning in the woods. Người hầu thì đang quay tơ trong rừng. The servant là số ít cho nên chúng ta sẽ dùng was. Và động từ thì chúng ta chỉ cần thêm in thôi, in the woods. Và nhớ cái từ spin này khi mà thêm in á, thì chúng ta sẽ double end lên ha. Number 2. Hình số 2. Hình số 2 người ta cho là girl pick flower by the side of the road. Vậy câu số 2 thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Mình có thể nói là the girl was picking flowers by the side of the road. The girl là số ít cho nên chúng ta cũng dùng was. Rồi pick thì chúng ta chỉ cần thêm in thôi tại vì pick là động từ. Flower by the side of the road thì chúng ta ghi lại ha. Câu số 2. The girl was picking flowers by the side of the road. Cô gái mà đang hái hoa bên cạnh đường đó. The girl was picking flower by the side of the road. Rồi đến hình số 3. Hình số 3 người ta cho là knight ride horse to the castle. Rồi, vậy ở đây chúng ta có thể nói là the knights were riding horse to the castle. Và chú ý là cái từ knights là số nhiều. Số nhiều cho nên chúng ta sẽ không dùng cái từ was này mà chúng ta sẽ dùng were này ha. Lưu ý was này là số ít và were này là số nhiều. Vậy từ the knights là có S nè, có S là những người kỵ sĩ và chúng ta sẽ dùng là were số nhiều. Cái từ ride này thì chúng ta chỉ cần thêm in ha, riding horse to castle. Để thêm in á thì chúng ta bỏ chữ e rồi chúng ta thêm in thôi.
riding horses to the castle. Đó là những kỵ sĩ đang cưỡi ngựa đến lâu đài. Number 4. Cinderella dance with the prince. Vậy đây mình sẽ nói là Cinderella. Cinderella là cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem thì chỉ là số ít thôi, cho nên chúng ta sẽ dùng words. Dancing with the prince. Dễ ha, easy. Dancing with the prince. Vì Cinderella là số ít cho nên chúng ta sẽ dùng words. Rồi cái từ động từ á, dance, thì chúng ta sẽ thêm âm thôi. Dancing with the prince. Cinderella thì đang nhảy với hoàng tử. Câu số 5. Sign giống fly to heaven. Vậy ở đây mình sẽ nói là sign giống là số ít nè. Số ít cho nên chúng ta sẽ dùng words 3 chữ. Fly là động từ thì chỉ cần thêm in thôi. Words flying to heaven. Thánh gióng thì đang bay lên trời ha. Thánh gióng was flying to heaven. Number 6. Orky roar with anger. Vậy đây là yêu tinh thì đang gầm rú giận dữ. Vậy yêu tinh này là có một hay nhiều con? Yêu tinh này thì người ta không có thấy, không có chia số nhiều cho nên là mình chỉ chia số ít thôi. Words. Roar này là động từ thì thêm in phía sau. Roaring with anger. Yêu tinh đang gầm rú giận dữ. Yêu tinh đang gầm rú giận dữ. Rồi như vậy là đã xong phần tập 3A. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Câu B. Câu B đó là work in pair, ask and answer questions about the picture in A. Đó là làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về cái bức tranh ở hình A. Ví dụ như đầu tiên là bức tranh ở hình A. Bây giờ chúng ta nhìn lại ha. Bức tranh ở hình A thì người ta sẽ hỏi là what were the girl doing? The girl đang làm gì? À, bức tranh ở hình what were the servant doing ha? Có nghĩa là servant đang làm gì? Thì cô B mới trả lời là she was spinning. Cô ấy đang xoay. Xoay tơ đó. Đó. What were the servant doing? Thì mới trả lời là cô ấy đang xoay tơ. Tương tự câu số 2 chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Câu số 3 và đến câu số 6 thì sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Thì trong câu số 2 thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi ha. Trong câu số 2 chúng ta đã có sẵn câu trả lời rồi. Câu số 2 thì chúng ta đã trả lời cô ấy là the girl was picking flower by the side of the road, là cô ấy đang hái hoa trên đường. Thì bây giờ mình sẽ hỏi cô gái ấy đang là đã làm gì thôi, đã đang làm gì. Tương tự câu số 3 thì mình sẽ hỏi là kỵ sĩ đang làm gì, và Cinderella cô bé đờ lên đã đang làm gì. Rồi tương tự là những con yêu tinh này làm gì, và thánh giống thì đã đang làm gì. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi.
Tập B. Dựa vào những câu lúc nãy cô trả lời thì cô sẽ hỏi là what was the girl doing? Những cô gái là đang làm gì? Thì mình mới trả lời là she was, hoặc là the girl was cũng được. Picking flowers by the side of the road. Cô ấy đang hái hoa bên đường. Rồi câu số 3. Cái bức tranh số 3 á ha. Cái này ghi số là tương ứng với mỗi bức tranh. Bức tranh số 1 người ta đã làm ví dụ rồi, cô làm bức tranh số 2, bức tranh số 3. What? Bức tranh số 3 là những người kỵ sĩ. What were the knight doing? Rồi các em lưu ý cái từ noise nè là số nhiều cho nên chúng cô sẽ dùng were chứ cô không dùng was nhé. Số ít thì chúng ta sẽ dùng was, nhưng mà những người kỵ sĩ có s nè cho nên cô sẽ dùng were. What were the knights doing? Thì ở đây cô sẽ trả lời là they were riding their horses to the castle. 4. Bức tranh số 4 là về Cinderella. What was Cinderella doing? Câu trả lời là she was dancing with Prince. Cinderella đang làm gì? Là Lam đang làm gì? Cô ấy đang nhảy với hoàng tử. Số 5. Số 5 là thánh giống. Thì cô sẽ hỏi là thánh giống là làm gì? What was Saint giống doing? He was flying to heaven. Ông ấy đang bay lên trời ha. Number 6. What was the ox doing? It was roaring with horn. Đây câu hỏi là yêu tinh đã làm gì? Thì nó đang gầm rú giận dữ. Rồi trong câu hỏi á, thì các em lưu ý là mình sẽ đặt đầu tiên là từ what, rồi mình sẽ để to be lên was hoặc là were tùy theo số ít hay số nhiều. Sau đó là chủ ngữ cộng với động từ thì mình. What was the girl doing? Thì trong trường hợp này the girl là số ít cho nên cô dùng was. Thì tất cả đều là số ít ha. Cinderella là số ít, Saint giống số ít, the art là số ít cho nên cô dùng was này. Nhưng chỉ riêng cái trường hợp là the knights là những kỵ sĩ có s nè cho nên số nhiều nên cô mới dùng were thôi. Rồi phần tiếp theo. Rồi ở đây cô có cái phần chú ý là we use the past simple for the succession of action. Đó là chúng ta sử dụng cái quá khứ đơn cho một cái sự succession, một cái hành động kế tiếp đó. Ví dụ như when Tom heard the news, he ran to his car, jumped in it and flew home. Đó là khi mà Tom nghe được tin tức thì anh ấy chạy đến chiếc xe của anh ấy, nhảy lên và lái xe về nhà.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập số 4. Bài tập số 4 là write the correct form of each verb. Use the past continuous or the past simple. Bài tập số 4 là viết cái dạng đúng của từ, của một động từ ha, viết dạng đúng của một động từ và sử dụng cái past continuous đó là quá khứ tiếp diễn, hoặc là past simple là quá khứ đơn. Câu số 1 là the prince walked along the road when he met a princess, so he stopped and have a chat with her. Rồi trong câu đầu tiên, rồi ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? The prince, hoàng tử thì gì đó, đi bộ dọc theo cái đi bộ dọc đường thì hoàng tử gặp một công chúa, vì vậy nên anh ấy dừng lại và nói chuyện với cô ấy. Thì cái với đầu tiên mình thấy là có when này, when he met. Vậy đây người ta đã dùng quá khứ đơn rồi, vậy mình cũng biết là ở phần trên là chúng ta sẽ dùng là quá khứ tiếp diễn rồi đó. Vậy đây mình sẽ dịch là hoàng tử đang đi bộ dọc đường thì anh ấy gặp một cô công chúa. Vậy với đầu thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ tiếp diễn. Và từ prince này là số ít cho nên cô dùng was. Và từ work thì chúng ta sẽ thêm in vào thôi. Working. Was working. Rồi như cái phần lưu ý á, là cái phần này ha. Cái phần lưu ý đó là chúng ta sử dụng cái quá khứ đơn cho một cái hành động diễn ra cái tiếp. Vậy ở đây là when he met princess. Khi mà anh ấy gặp princess rồi đó, thì anh ấy như thế nào? Đây là một cái hành động diễn ra liên tiếp nè. Cho nên chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn hết luôn. When he met là người ta dùng quá khứ đơn rồi nè. So he stopped thì chúng ta cũng dùng quá khứ đơn luôn. And have thì chúng ta đổi thành had. A chat with her. Vậy hoàng tử đi bộ dọc đường thì hoàng tử gặp một cô công chúa và anh ấy dừng lại và nói chuyện với cô ấy. Tiếp theo number 2 là when Giang Giống lie on a bed, he hear an announcement that the emperor need brave men to protect his land. Vậy trong câu này, cái vấn đề này ha, khi mà thánh giống sao nằm trên giường thì ông ấy nghe một thông báo rằng nhà vua cần những người đàn ông dũng cảm để bảo vệ đất nước. Rồi đây chúng ta lưu ý là khi thánh giống đang nằm trên giường, cái với when, cái với này đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng là quá khứ tiếp diễn. Vậy was, cái từ lie này thì chúng ta sẽ bỏ e đi, đổi y ngắn thành y dài thành lying. Nó có nghĩa là nằm. Khi thánh giống đang nằm trên giường đó thì anh ấy nghe được. Vậy cái từ hear này chúng ta sẽ đổi thành quá khứ heard. Nghe một thông báo của nhà vua là cần một cái người anh hùng để mà bảo vệ đất nước. Vậy trong trường hợp này cái phần với sau đó là he heard an announcement that the emperor need brave men to protect his land. Đây là một cái hành động diễn ra kế tiếp luôn, cho nên chúng ta sẽ dùng quá khứ hết luôn cho cái phần này. Need thêm đi vào. Number 4 là Alice was walking. Alice thì đang đi bộ trên đường. Trong rừng thì một mình ha, một mình trong rừng. Khi mà cô ấy đột nhiên nghe được. Rồi cái với when lại là với when. Thì phía trước là người ta đã sử dụng was walking rồi. Thì cái với đằng sau thì chúng ta sẽ không dùng quá khứ tiếp diễn nữa mà chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn. Và cái từ here này thì chúng ta sẽ đổi thành heard. Quá khứ đơn ha. Rồi tiếp tục. Khi cô ấy đột nhiên nghe được cái bước chân từ phía sau của cô ấy. Rồi, someone, một người nào đó
đang theo dõi cô ấy, và người nào đó đang theo dõi cô ấy, thì chúng ta ở vế này chúng ta sẽ dùng quá khứ tiếp diễn ha, was following. She was frightened and she started to run. She was frightened, đó là cô ấy là bắt đầu hoảng sợ và cô ấy bắt đầu chạy. Vậy ở đây người ta dùng cái quá khứ nè. Thì khúc này and để cân bằng thì chúng ta cũng dùng quá khứ luôn ha. Start thì chúng ta thêm ed vô. Started. Number 4 là when the crow dropped the cheese, the fox ate it. Với when. Rồi với when này thì chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn nè. When the crow drop, khi mà con quạ làm rơi phô mai thì con fox ăn nó. Vậy ở đây chúng ta sẽ dùng là dropped. Chú ý trong cái hành động when này nè, là hai cái hành động diễn ra nó, ở cái hành động nó diễn ra liên tiếp, cho nên hai vế là chúng ta dùng quá khứ đơn luôn. Ate, quá khứ đơn hết ha. It đã thành ate và drop thì thêm ed. Số 5 đó là they dance merrily when Cinderella suddenly leaves the party. Vậy là gì? Họ thì đang nhảy vui vẻ thì cô bé Lọ Lem đột nhiên rời bữa tiệc. Vậy là họ đang nhảy là trong cái quá trình là tiếp diễn đó, là đang nhảy. Cho nên chúng ta sẽ dùng quá khứ tiếp diễn. Đây thì chúng ta sẽ dùng là were ha. Were 4 chữ á. Dance thì chúng ta thêm in thôi. Dancing. Họ đang nhảy vui vẻ thì cô bé Lọ Lem đột nhiên rời bữa tiệc, thì phía đằng sau thì chúng ta dùng quá khứ đơn thôi. Leave thì đổi thành quá khứ là left. Number 6 là Lạc Long Quân missed his life under the sea, so he decided to take 50 of his sons back there. Ở đây là Lạc Long Quân thì nhớ cái cuộc sống, có nghĩa là Lạc Long Quân là đang nhớ cuộc sống ở biển. Vì vậy mà ông ấy quyết định dắt 50 con trai trở về đó. Thì ông ấy đang nhớ cái cuộc sống ha. Vậy đang nhớ đây là chúng ta sẽ dùng quá khứ tiếp diễn. Was missing. So he decided. Với sao thì chúng ta dùng quá khứ đơn bình thường. So he decided. Vì vậy ông ấy quyết định dắt 50 con trai trở về đó. Rồi đến với bài tập số 5A. Read the fable and put the verb in the bracket into the past simple or past continuous. Đọc cái bài ngụ ngôn và đặt những động từ trong ngoặc thành quá khứ đơn hoặc là quá khứ tiếp diễn. Rồi câu số 1 là It was a nice day. Nó là một ngày đẹp trời. The sun, mặt trời thì đang chiếu sáng, và một con rùa thì đang ngủ dưới mặt trời. Vậy ở đây hai cái hành động này diễn ra là đang ha, diễn ra hành động, diễn tả cái hành động đang diễn ra tại thời điểm xác định trong quá khứ, thì chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn cho cả hai câu này luôn. Cho nên câu số 1 thì chúng ta sẽ dùng là was. Vì sao? Vì đời sinh là số ít, cho nên chúng ta sẽ dùng was. Rồi sign thì chúng ta thêm in thôi. Signing, bỏ e thêm in. Was signing. Và câu số 2 cũng vậy. A tortoise là một con rùa, cũng là số ít, cho nên chúng ta sẽ dùng was. Sleep thêm in ha. Sleeping. Was sleeping. Đó là một ngày đẹp và một mặt trời chiếu sáng và con rùa thì đang ngủ dưới mặt trời. Con rùa thì đang ngủ dưới mặt trời. Đó.
Đó là một ngày đẹp, mặt trời chiếu sáng và con rùa thì đang ngủ dưới mặt trời. He opened his eyes. Đó là anh ấy thì mở mắt ra. Nó thì mở mắt ra và saw that an eagle was flying in the sky. Và thấy được một con đại bàng đang bay trên bầu trời. I want to fly like that. Tôi muốn bay như thế. That tortoise said. Đó là con rùa nói rằng là tôi muốn bay như con đại bàng vậy đó. The eagle heard him and agreed to help. Con đại bàng nghe anh ấy và muốn giúp đỡ anh ấy. The eagle picked up the tortoise and off they. Là con đại bàng thì đón con rùa và nhấc nó lên. Vậy đây chúng ta sẽ dùng cái gì? Of day. Ở đây thì diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi. Một cái hành động này đã xảy ra trong quá khứ rồi ha. Và cách đơn giản để nhìn nhận đó là the eagle pick à. Người ta thì đi đi. Và cái vế and này thì chúng ta phải cân bằng thì ha. Đầu tiên là dùng quá khứ đơn, sau and cũng dùng quá khứ đơn luôn, cho nên chữ go này chúng ta sẽ đổi thành went. Khi mà they fly very high in the sky, khi mà nó đang bay rất là cao trên bầu trời, thì the eagle open his claws for the tortoise to fly. Khi mà nó bay rất cao trên bầu trời thì con đại bàng nó mở móng vuốt của nó để con rùa bay. Thì trong câu số 4 chúng ta thấy là diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm xác định trong quá khứ ha. Khi mà nó bay á, khi mà nó đang bay. Và chúng ta sẽ dùng quá khứ tiếp diễn. Và ở đây chúng ta thấy đây thì chúng ta sẽ dùng were. Và từ fly thì chúng ta thêm minh thôi là flying. Đây cô ghi ngoài đây nhé. Were flying. Khi mà nó đang bay rất cao trên bầu trời thì con đại bàng nó mở cái cánh của nó ra. Sorry, con đại bàng nó mở móng vuốt của nó để con rùa bay. Vậy cái từ open này, đây là diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ hết. Cho nên chúng ta sẽ dùng là quá khứ đơn. Vậy open này chúng ta sẽ thêm ed vào. But the poor tortoise fall on the way down to us. Nhưng mà con rùa thì tội nghiệp, nó lại rơi ngay lập tức xuống đất. Vậy trong câu số 6 này, đó là diễn ra một cái hành động cũng xảy ra trong quá khứ luôn. Thì chúng ta sẽ không dùng quá khứ tiếp diễn ở đây mà chúng ta dùng quá khứ đơn thôi. Vậy fall thì chúng ta sẽ đổi thành fell. Nó bị rơi xuống ngay lập tức xuống xuống đất ha. What is the moral of the fable? Bài học đạo đức của truyện ngụ ngôn này là gì? Vậy bài học này là gì chứ? Là hãy hạnh phúc với những gì bạn đang có, không đòi hỏi quá cao ha. Và ở đây cô sẽ nói là be happy with what you are. Là hãy hạnh phúc với những gì mà bạn đang có. Bài tập số 6. Guess where your partner was doing last Sunday at this time. Đó là hãy đoán những gì bạn của bạn đang làm vào chủ nhật vừa rồi và vào những thời điểm sau, vào 7 giờ sáng nè, 10 giờ sáng, 12 giờ trưa, rồi 3 giờ. 3 giờ chiều, 5 giờ chiều và 9 giờ tối. Ví dụ như là I think Ming was having breakfast at 7 a.m. last Sunday. Tôi nghĩ là Minh thì đã ăn sáng vào lúc 7 giờ sáng vào chủ nhật tuần rồi. Đó, thì bây giờ cô sẽ đặt một số câu tương tự như vậy. Task đây là 6A ha. Thế đây ví dụ như cô nói là I think 7 giờ sáng trước nhé. 7 a.m. nè. I think my was
doing the morning exercise. At the park at 7 a.m. Vậy đây là gì? 7 giờ sáng thì tôi nghĩ là Mai đang tập thể dục buổi sáng tại công viên vào lúc 7 giờ. Thì tất cả những cái phần mình ghi á, là mình phải dùng quá khứ tiếp diễn ha. Đó, was doing là quá khứ tiếp diễn, Mai was doing. Tiếp theo vào khung giờ khác là 10 giờ a.m. đi. I think Ming was doing his homework. I think Ming was doing his homework at home at 10 a.m. Tôi nghĩ là Minh đang làm bài tập về nhà vào lúc 10 giờ sáng. Thì ở đây mình cũng dùng was doing ha. Tại vì Minh là người số ít nè, cho nên chúng ta dùng was doing his homework at home at 10 a.m. Tiếp theo là tới 12 giờ trưa nè. I think Nam was having lunch with his family at home at 3 p.m. 12 giờ trưa là tôi nghĩ là Nam đang ăn trưa với gia đình của anh ấy vào lúc 3 giờ. At noon. Tiếp theo vào khung giờ là 3 p.m. I think Mai was watching movies on the TV at home at 3 p.m. Tôi nghĩ là Mai đang xem phim trên TV tại nhà vào lúc 3 giờ p.m. Tiếp tục vào 5 giờ p.m. I think Hoa was playing badminton in the park with Mai. Tôi nghĩ là Hoa đang chơi badminton, chơi cầu lông tại công viên với Mai at 5 p.m. Cuối cùng là 9 p.m. 9 giờ tối. I think Nam was preparing the lesson on Monday at 9 p.m. Tôi nghĩ là Nam thì đang chuẩn bị cái bài. Tôi nghĩ là Nam đang chuẩn bị bài cho thứ hai vào lúc 9 giờ tối. Rồi đó là cô đã hoàn thành xong bài tập 6A. Bước sang phần 6B, đó là ask your partner to check your guesses. Hỏi về bạn của bạn và để kiểm tra cái
dự đoán của bạn. Thì mình có thể hỏi khi mà mình sau khi mình làm bài 6A xong rồi thì chúng ta có thể hỏi về bạn của mình, đặt những câu hỏi như thế này để bạn trả lời yes or no. Cô ví dụ nhé. Ví dụ như là were you having breakfast at 7 a.m. last Sunday? Đó là bạn có ăn sáng vào lúc 7 giờ a.m. vào chủ nhật tuần trước không? Thì một bạn sẽ trả lời là yes I was hoặc là no I wasn't, là có hoặc là không thôi. Rồi ở đây cô sẽ dựa vào những câu nãy cô đặt á. Dựa vào những câu cô đặt thì cô sẽ đặt những câu hỏi lại ha. Task 6B này. Ví dụ như câu số 1 hồi nãy cô hỏi là mai tập thể dục buổi sáng tại công viên vào lúc 7 giờ vào chủ nhật tuần trước, thì cô sẽ hỏi là were you doing? Were you doing the morning exercise? At the park at 7 a.m. last Sunday. My câu hỏi là bạn có tập thể dục buổi sáng tại công viên vào 7 giờ sáng chủ nhật tuần trước không? Thì ví dụ như ở đây Mai sẽ trả lời là yes đi. Yes I was. Vâng là tôi có. Tương tự câu số 2 thì chúng ta cũng hỏi như vậy. Cũng hỏi là were you doing were you doing your homework at home at 10 a.m. last Sunday mình. Đó, mình cũng có thể hỏi là were you doing your homework at home at 10 a.m. last Sunday mình. Thì câu trả lời có thể là yes hoặc là no. Ví dụ như ở đây cô nói là yes đi. I was. Vâng, tôi có. Đến câu số 3 thì cũng tương tự như vậy. Thì mình cũng sẽ hỏi là were you watching movie were you watching movie on the TV at home at 3 p.m. last Sunday? Were you watching movie on TV at home at 3 p.m. last Sunday? Mai. Ví dụ Mai trả lời là no đi. No thì là I weren't. Câu số 4. Mình cũng hỏi như vậy đó. Were you having lunch with your family
at home. Were you having lunch with your family at home? At 12 noon. Last Sunday? Nam. Mình có thể hỏi là bạn có ăn trưa với gia đình vào lúc 12 giờ chủ nhật tuần trước không Nam? Thì maybe Nam sẽ trả lời là yes I was chẳng hạn. À đây cô sẽ sửa lại chút xíu là cái phần weren't thì chúng ta sẽ dùng là wasn't ha. Wasn't. Rồi câu số 3 này là thực sự ra là 3 PM là câu số 4 nhé. Và 12 giờ trưa là câu số 3. Đổi thứ tự lại. Câu số 5. Thì mình có thể hỏi là were you playing badminton in the park with my at 5 PM last Sunday. Hoa. Bạn có chơi cầu lông tại công viên với Mai vào lúc 5 giờ chiều ngày chủ nhật không? Hoa. Thì có thể bạn có thể trả lời là yes I was hoặc là no I wasn't ha. Câu cuối cùng. Were you repairing the lesson on Monday at 9 PM last Sunday, Nam? Mình có thể trả lời là yes I was. Hoặc là no I wasn't, gì cũng được hết. Như vậy là cô và các em đã hoàn thành xong tất cả các phần bài tập trong phần A Closer Loop 2 Unit 6 Folktales trang số 61 và 62 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời giải 2.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.